Dạ, em xin kính chào quý cô bác anh chị đã quay lại với kênh Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước nha. Hôm nay em tiếp tục giới thiệu cho quý cô bác anh chị mình một mảnh đất nằm tại Hưng Phước, Bù Đốp, Bình Phước nha quý cô bác anh chị mình. Mảnh đất em muốn giới thiệu tới quý cô bác anh chị mình là có 108 mét mặt tiền đường bê tông và có 40 mét mặt tiền đường đất nha quý cô bác anh chị mình. Sổ là vuông vức luôn ha. Với tổng diện tích cái mảnh đất của mình là gần 4 sào, với giá bán là chỉ có 16 triệu một mét ngang nha quý cô bác anh chị mình ha. Dạ thì trên cái mảnh đất mà em muốn giới thiệu tới quý cô bác anh chị mình thì đã có trồng toàn bộ là cao su năm thứ ba và đã có điện kéo vào tới mảnh đất của mình. Mảnh đất của mình em muốn giới thiệu là cách đường DT hay còn gọi là quốc lộ 13 cũ chỉ rơi vào đúng 100 mét nha quý cô bác anh chị mình ha. Còn cách ủy ban của xã là vào 300 mét nha. Còn cách trường học và nói chung trường học 123 của mình đó là chỉ rơi vào là gọi là sát vách luôn đó quý cô bác anh chị mình. Dạ thì mọi thông tin chi tiết quý cô bác anh chị mình có thể liên hệ với em qua số điện thoại cũng là số Zalo là 032 9393717 để có thể gặp trực tiếp em mình trao đổi về thông tin và giá cả. Họ có thể là em gửi sổ sách cho quý cô bác anh chị mình tham khảo luôn nha. Dạ thì hiện tại là em đang đứng ngay trên cái mặt tiền bê tông với chiều dài là 108 mét. Thì bây giờ em sẽ chỉ cái ranh giới đầu tiên cho quý cô bác anh chị mình tham khảo nha. Đây là cái ranh giới đầu tiên nha quý cô bác anh chị mình. Từ đây chạy thẳng xuống phía sau là 40 mét. Cái sổ của mình là vuông vức như cái gói thuốc luôn đó cả nhà mình. Đó, còn cái mặt tiền bê tông này là được 108 mét. Và bây giờ là em đang quay thực tế trực tiếp cái mảnh đất em muốn giới thiệu cho quý cô bác anh chị mình xem. Đây ha. Bây giờ là em quay cái mặt tiền dài như thế này cho cả nhà mình tham khảo. Tí nữa em sẽ đi lên tới cái mặt tiền thứ hai gọi là mặt tiền đường đất với chiều dài là 40 mét và em đi vào trong cái mảnh vườn em quay chất đất và cây cao su cho quý cô bác anh chị mình xem nha. Dạ thì cái mảnh vườn của mình á, từ thành phố mà di chuyển lên tới cái mảnh vườn em giới thiệu với cả nhà mình là rơi vào 170 km. Từ Bình Dương mình chạy lên là rơi vào 120 km. Dạ đây nha cả nhà mình. Đó, còn mình đi theo quốc lộ 13 là mình sẽ đi từ Bến Cát, Trơn Thành, Bình Long, Lộc Ninh. Mảnh đất của em nằm tại Hưng Phước, Bù Đốp, Bình Phước nha cả nhà mình. Cách đường DT là chỉ vỏn vẹn có 100 mét thôi ha. Đó, còn cao su là đã trồng năm thứ ba, trồng kín đất luôn, cực kỳ đẹp luôn. Em quay ở trong máy thì nó sẽ nhỏ hơn ở ngoài, chứ nếu mà mình ngoài nhìn ở ngoài là cao su nó to hơn nha quý cô bác anh chị mình. Và ưu điểm trên cái mảnh đất của mình là đã được làm hàng lưới B40 hết toàn bộ xung quanh đất mình. Đó, rất chỉ là kiên cố và vững chắc luôn. Và em cũng xin nhắc cho quý cô bác anh chị mình yên tâm là trong tất cả các cái miếng đất mà em quay ấy, thì em đã có test qua khu vực và nhờ bên địa chính là kiểm tra bên thông tin quy hoạch, là có nghĩa là không nằm trong khu quy hoạch hoặc không bị tranh chấp nha. Còn chủ vườn của mình bán thì sẽ đảm bảo là đất đủ diện tích và đất không tranh chấp cho mình. Đó, còn giá cả và sổ sách thì cả nhà có thể gặp trực tiếp bên em dẫn tới chủ cho mình, có thể gặp trực tiếp chủ mình trao đổi về hai cái vấn đề đó nha. Cái lô này cực kỳ đẹp luôn cả nhà mình, hình chữ nhật đấy. Đó, đẹp lắm. Và cái chất đất thì là chất đất đỏ nhưng mà có pha sỏi nhé cả nhà mình. Ở đây là khu dân cư an ninh tốt nha. Cách đường DT thì quá gần rồi cả nhà mình ha. Với cái giá bán mềm nhất khu vực có thể nha, chỉ có 16 triệu một mét quý cô bác anh chị mình. Trong cái lúc em quay video thế này á, em cũng mong quý cô bác anh chị mình có thể nhấn một nút like hoặc là một nút đăng ký để ủng hộ em nha. Và trong cái quá trình em quay video, nếu mà em có nói thiếu sót hay là quý cô bác anh chị mình cần bổ sung gì thì có thể góp ý trực tiếp em để em làm những video có thể đáp ứng được nhu cầu của quý cô bác anh chị mình nha. Còn cái mảnh đất của mình là có thể phun thổ cư được nha cả nhà mình. Dạ, em cũng xin phép nói rõ. Đất này là phun thổ cư được nha cả nhà mình ha. Dạ đây, đây là cái mặt tiền mà 40 mét mặt tiền có thể hiện trong sổ của mình. Còn đây là cái mặt tiền 108 mét như ban đầu em giới thiệu.
Và đây là cái có hiển thị trên sổ của mình luôn nha cả nhà mình. Đường này là đường 4 mét nha cả nhà mình ơi. Đường này là có hiển thị đường của mình nhưng mà là đường đi chung nhé. Em cũng xin phép nói rõ như vậy để cho, tại vì đi vào trong đây là còn rất nhiều vườn, nhiều dãy. Đó, kế bên cái vườn của mình là một cái vườn bơ, cũng có trồng xe, trồng sen cao su vào. Dạ đây ha, quý cô bác anh chị mình ha. Thì là đến đây đã đi hết cái ranh giới của mình, xung quanh của mình là đã được là rõ ràng ranh giới như vậy đó. Đó, còn ở trong của mình đây, bây giờ em sẽ đi vào trong cái mảnh vườn, em quay cho cả nhà mình xem nha. Dạ đây nha quý cô bác anh chị mình nha. Em đã đi vào trong cái mảnh vườn em muốn giới thiệu tới quý cô bác anh chị mình, là nằm tại Hưng Phước, Bù Đốp, Bình Phước, với mặt tiền là 108m mặt tiền đường bê tông và có 40m mặt tiền đường đất, với giá bán là 16 triệu 1 mét ngang nha. Dạ thì trong cái mảnh vườn của mình là đã có một căn nhà gỗ này, có đường điện luôn này cả nhà mình. Còn ở đây là có sòng, cái này có trồng sen cả cây xưa nữa cả nhà mình. Đó, đây là cây xưa trồng sen với cao su ha. Còn cao su là cực kỳ đây này, em quay gần là cả nhà mình sẽ thấy nó to hơn rất nhiều. Đó, cả nhà mình thấy không ạ? Đây. Còn đất này là chất đất là đất đỏ nhưng mà pha sỏi nha. Đây đường điện là kéo ở gần thôi, không có nâng lên trên cao. Đây là em đang đi thực tế vào trong cái vườn cho quý cô bác anh chị mình xem. Cái này là mình không tính tiêu nữa cả nhà mình ha, vì tiêu chết hết rồi, chủ đã trồng sen cao su vào cho mình. Đó, còn đây là cái cầu giao điện của cái miếng đất của mình nha, nên là quý cô bác anh chị mình yên tâm. Còn ở đây là sẽ chưa có giếng khoan nhưng mà có một cái ao cho mình rồi. Còn đây là em đang quay ra cái mặt tiền đằng trước cho quý cô bác anh chị mình xem. Còn ở đây đuôi của mình là giáp cái vườn cao su ở dưới, em đi xuống em sẽ quay cái ao cho cả nhà mình quan sát luôn nha. Còn xung quanh là đặt rào lưới B40 hết rồi. Xả quá trời luôn. Dạ đây nha quý cô bác anh chị mình. Thì ở phía cái đuôi đất của mình là sẽ có một cái ao. Dạ thì nãy giờ em cũng đi đầu đuôi ranh giới của cái miếng đất với tổng diện tích là gần 4 sào, có 108m mặt tiền đường bê tông và 40m mặt tiền đường đất, với giá bán là 16 triệu 1 mét, đất có thể phun thổ cư được nha cả quý cô bác anh chị mình. Dạ thì mọi thông tin chi tiết quý cô bác anh chị mình có thể liên hệ với em qua số điện thoại là 032 9393 717. Đây cũng là số điện thoại và số Zalo của em nha. Thì em cũng cảm ơn cả nhà đã theo dõi và quan tâm video của em trong thời gian qua. Em cũng mong cả nhà ủng hộ và đóng góp của em nhiều hơn. Dạ rồi, em xin phép tạm dừng video tại đây.